Tưng 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 tưng. Hay, mọi người nghỉ tan cái đi. Hôm nay mà có mua gà rán cho mọi người nè. Đã ta, nguyên tháng nay nha, tôi không tốn tiền ăn sáng là nhờ Ngọc á. Ngọc tinh tế ghê luôn, đúng không? Đúng không? Đang làm việc mà cứ đem đồ ăn vô hoài à, rồi ảnh hưởng tới mọi người, rồi phòng ám mùi tùm lum hết à. Ừ, ăn thì thôi là mọi người mất hứng quá. Mời vào. Dạ sếp, em có mua đồ ăn ở dưới cho mọi người á. Ừ, em mời chị ăn chung cho vui. Ừ, chị cảm ơn nhá. Mà sao Ngọc không mua đồ ăn cho chị thế? Dạ thì tại em biết giám đốc vất vả mà. Coi như em đại diện mọi người để tẩm bổ cho chị á. Chị luôn ở bên em. Chị cảm ơn nha. Mời vào. Dạ thưa sếp em đi. Em điều chỉnh lại bản hợp đồng, chị xem qua giúp em. Chị cảm ơn nhé. Chào tất cả mọi người. Như các em đã biết thì hôm nay sẽ là ngày mà chị bổ nhiệm vị trí trưởng phòng mới. Và chị nghĩ là chắc các bạn cũng đoán ra vị trí trưởng phòng mới là ai rồi đúng không? Trời ơi, Ngọc thật chắc luôn, bữa giờ có ai ngoài Ngọc lo cho mọi người trong văn phòng đâu. Thôi đừng có nói vậy, tôi chỉ làm nhiệm vụ trong khả năng của mình à. Đúng rồi mọi người. Chắc rồi đó. Và vị trí trưởng phòng mới của chúng ta, xin chúc mừng bạn Linh. Em cảm ơn chị, em cảm ơn chị rất nhiều ạ. Chúc mừng em nhé, cố gắng hơn nữa em nhé. Ủa, dịp nó có làm cho mọi người đâu. Sao, có chuyện gì vậy Mai? Dạ, không có gì. Mai này, để mà làm một người trưởng phòng ấy thì cần có 3 yếu tố. Thứ nhất là chuyên môn giỏi. Thứ hai là đạo đức tốt. Thứ ba mới đến quan tâm chăm sóc mọi người. Chị nghĩ chị nói vậy em hiểu chứ? Chị ơi có chuyện rồi. Cái lô hàng hồi tháng trước mình nhập về giờ bị mất 3 kiện hàng lớn rồi chị. Cái gì cơ? Cô cậu là Nguyễn Thơ cái kiểu gì vậy? Bây giờ dám để hàng mất nè. Chuẩn bị mình đền bù thiệt hại đi. Sao rồi chị? Camera bị phá hỏng, khóa cửa sau cũng bị phá. Chắc chắn là có kẻ gian đột nhập lấy cắp. Lấy cắp? Ngoài hai người này ra còn ai vô đây nữa? Chị nói chuyện cho đàng hoàng nha. Ăn bậy gì nó bậy á. Cái gì nữa? Chị nè, thất nghiệp cả năm trời rồi, nhờ quen biết mới được vô trong này. Còn anh nữa, có tiền án tiền sự, nhờ chị Mai giúp đỡ mới được vô trong đây làm. Chứ như là tôi, ai dám thuê anh? Kìa Linh, em chưa biết rõ đầu đuôi, em đừng nói bừa. Trời ơi chị, bây giờ mất hàng rồi, lấy đâu mà gửi cho khách hàng đây? Rồi uy tín nữa, tiền bạc của mình nữa chị. Bây giờ bộ phận an ninh đang kiểm tra các camera khác. Em và Ngọc cứ vào làm việc trước đi. Còn Thạnh, em đi theo chị vào phòng nhé. Dạ. Thẳng chứ mày hết á. Nơi nguy hiểm là nơi an toàn. Thì ra là anh. Anh lấy cắp hàng của công ty. Chưa anh cắp gì? Đừng có vu khống nha. Sao anh tới trễ quá vậy? Làm em sốt ruột muốn chết. Trời tự em, mấy thùng hàng này giấu đâu có dễ đâu. Anh mới lo vòng ngoài xong. Bây giờ, chờ tới giờ đây. Ok. Alo. Cho xe tải vô đi. À, mà thôi, để tôi ra dẫn mọi người vô. Hả? Tới nước này mà tôi còn sợ ở tù gì nữa. Yên tâm đi, xong vụ này em với anh sẽ bỏ trốn qua Cam vài tháng. À mà anh em... À, alo, alo. Gì trời, tự nhiên tắt máy vậy?
Rất tiếc, người nhận không nhận được một bạn này. Đúng là cô rồi. Lượng hàng lớn như vậy làm sao mà qua mặt được bảo vệ. Vậy nên là chỉ có thể phải vòng vòng quanh công ty thôi. Nè khoan đã, không phải chị nói với em á là chị nghe Thạnh sao? Chị ơi, coi chừng Thạnh với lên gà bẫy em đó. Em không biết gì hết trơn á. Chị, coi chừng chị nhìn nhầm người đó. Tôi là tôi ghi âm quay phim hết rồi nghe. Mắt nhìn người của chị không có vấn đề đâu em. Nhưng chị chắc chắn người có vấn đề là em. Thôi, chị cũng không muốn nói nhiều nữa. Hay em đưa bạn ra công an phường giúp chị.